Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay là một ngày trời nắng rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đăng đăng. Buổi sáng thì có mưa, nhưng mà tới bây giờ thì đã tạnh mưa rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi mua cà phê Starbucks bằng Drive-thru nha các bạn. Ok, bây giờ quẹo vô chuẩn bị mua nè. Trời, ôi trời, mây lững thững đẹp ghê chưa kìa. Cái bông nở quá trời luôn. Bên kia là Burger In and Out. Burger In and Out rất là nổi tiếng, rất là đông tại Mỹ. Ở Việt Nam của mình thì mấy năm trước thì mình còn ở Việt Nam thì mình chưa có thấy Burger In and Out. Còn bây giờ Burger In and Out về Việt Nam hay chưa thì mình cũng không biết nữa. Chắc chưa đâu hả các bạn. Giờ mình đang chuẩn bị quẹo vô mua. Đây. Quẹo vô. Tăng tăng. Anh uống gì anh? Anh không uống hả? Em uống cái gì đó? Ice coffee mocha. Bình thường thì mình hay order cái giống như là cappuccino matcha đúng không anh? Đúng cái rồi, giống như mà matcha. Không, matcha. Em hay bị lộn cái đó ghê luôn á. Rồi hôm nay mình sẽ uống qua coffee để tỉnh táo. Ở đây nó có một số cái cây trang trí nè. Mấy cây leo tường nè. Mấy cây leo tường này trong Home Depot bán không anh? Em thấy trong Home Depot bán đó, nó có mấy cây leo tường, mấy cây hoa hồng đẹp lắm á. Giờ thì mình xếp hàng đợi. Tới lượt mình rồi các bạn ơi. Tới lượt mình rồi. Hello. Alrighty, what can we get started for you? Yeah, I want to order one iced coffee mocha. Hello. Hey, you guys ready to order? Yeah, I'm ready. Okay, I can barely hear you. What was that? Iced coffee mocha. Cafe mocha? What size? Small. So she want the iced coffee mocha and the tall one. Iced mocha? Iced coffee mocha. Okay, what size? The tall one. Tall iced mocha. You got it. All right, thank you. And another grande, you said? No, just the tall iced mocha. Okay, so just one tall iced mocha today. Okay. Thank Perfect. You. It'll be $3.75 at the window. Okay. Okay, thank you. Thank you. Mắc cười quá, lần đầu tiên mình thử cái thức uống đó luôn các bạn. Mình kêu lung tung lan tan hết trơn á, mình cũng không biết nói làm sao nữa. Chồng mình cũng không biết cái đó là cái gì nữa. It'll be $3.75. Okay, $3.75. Okay. Anh hỏi người ta, nói hỏi người ta có này là sao, đọc làm sao vậy? Thì đó là ai mong cà thống. Ai smoke mocha mocha. Thank you. Good day. Cắt em đi, cắt em đi. Đây này các bạn ơi, ta-da. Ai smoke mocha hay mocha, chắc đọc là mocha quá ha. CH thì đọc là chữ cờ ha. Anh sọc em cống hút vô, em muốn thử. Trời ơi nắng quá. Thank you.
Giờ thì mình sẽ nhờ chồng mình bỏ cốc hút vô uống thử luôn nha. Ta-da! Vậy em order cái thằng professional á, giống như là trong đó vậy đó. Cũng ngon chút lắm các bạn. Thường là nó hay uống cái thằng Mocha Frappuccino á. Là nó có, nó xay ra đúng không anh? Nó xay giống như sinh tố vậy đó. Để chạy lung tung vậy nè. Cái đó là chạy vô đường viral của Burger In Out rồi. Tự nhiên cái chú chạy kỳ vậy. Tự nhiên làm cho mình. Cái này ngon lắm các bạn ơi. Nếu mà bạn nào có ghé Starbucks thì mua thử cái này uống nha. Ok, ở đây là một cái video ngắn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn trong những video sau nha. Bây giờ thì mình sẽ đi shopping đây. Mình mua ice mocha lúc 5 giờ chiều. Và bây giờ là 1 giờ 15 phút sáng, mình chưa ngủ được các bạn ơi. Mình khuyên các bạn nào mà có ý định uống mua ice mocha thì uống buổi sáng nha các bạn. Đừng giống mình. Mình uống lúc 5 giờ chiều mà bây giờ mình không ngủ được, mình còn khá là tỉnh. Ok. Đó là một bài học cho mình. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những vlog sau.